Lý do cả ba chị em nhà bác không ai lập gia đình. Đây là một câu chuyện kể xúc động về cuộc gặp gỡ của nhà văn Sơn Tùng với chị gái bác Hồ là bà Nguyễn Thị Thành. Tác giả Nguyễn Thị Tính đã cảm tác nên bài thơ Lý do cả ba chị em nhà bác không ai lập gia đình. Hôm nay, kênh Biên Niên Tiểu Sử xin giới thiệu cùng quý vị và bạn đọc bài thơ. Qua đó chúng ta có thể hiểu vì sao ba chị em nhà bác đều không ai lập gia đình. O ơi, có điều này cháu xin được hỏi, mong O hiểu và nói rõ ngọn nguồn. Tại sao ba chị em O không xây dựng gia đình? Có phải chăng có điều chi ẩn khuất? Bà Thanh lặng nhìn ra khu vườn xanh ngắt. Ngọn gió chiều lay tàu lá lao sao, rặng tre vút cao nghe thổn thức rì rào. Đôi mắt bà trở nên buồn hoang vắng. Từ thẳm sâu biết bao điều chịu nặng, cứ rung lên mãnh liệt tái tê lòng. Nhà O nghèo cuộc sống khó long đong, nói ra cháu không thể hình dung hết. Cậu Thành xuất dương tìm đường cứu nước, O và cậu Khiêm địch bắt tù đầy. Cậu Khiêm bị tra tấn đến quắt quay, rất dã man hòng triệt tiêu nòi giống. Hơn ác thú chúng tiêm toàn thuốc độc, khi ra tù thì tuổi cũng đã cao. Có những ưu tư u uồn nghẹn ngào, trong tâm tưởng cậu nói sao cho hết. Bà Thanh nghẹn lòng dâng trào nước mắt, O già rồi không dễ gì nói chuyện ngày xưa. Cũng như cậu Khiêm, O thiếu chết sống thừa, rất kinh khủng bởi những đòn tra tấn. Gây cho O nỗi đớn đau cùng tận, một chiếc mâm đồng chúng nung đỏ rực lên. Chúng bắt O ngồi nhưng không một tiếng rên, nỗi đớn đau thấm xuyên vào xương thịt. Xé nát tâm can, O vẫn tròn khí tiết, quyết không khai ra tổ chức của mình. Thề một lòng một dạ chúng trinh, những ngày sau O thân hình tàn tạ, vết bỏng phá ra đỏ lòm tất cả, biến dạng toàn thân xoắn vắt chặt tâm hồn. Vậy làm sao O xây dựng gia đình? Quá khứ hiện về khiến lòng bà đau buốt. Như vừa trải qua giấc mơ khủng khiếp, giọng bà lại trầm trầm từng chữ từng câu. Bao năm trời gia đình chẳng gặp nhau, trong thời gian O và cậu Khiêm vẫn còn quản thúc. Như sét đánh ngang tai nghẹn ngào thúc giục, cha O qua đời tỉnh Sa Đéc miền Nam. Vượt bao khó khăn gian khổ ngập tràn, vào trong ấy thọ tang cha lòng đau đớn. Gặp Lê Thị Huệ là học trò cụ Sắc, cũng để tang và thương khóc cha O. Nhiều người quen và chủ yếu học trò lo cho cha những giờ phút cuối. O tạ ơn lòng buồn đau vời vợi, khi thân tình Huệ kể chuyện em Thành. Lúc ở Huế hai người đã kết thân, chung cảnh ngộ cả hai cùng mất mẹ. O thương Huệ ngỏ lời khuyên cặn kẽ, Thành ra đi biển biệt khắp trời Tây. Huệ càng thương nỗi nhớ chất đong đầy, nghe O nói Huệ nghẹn ngào xúc động. Tình cảm chân thành Huệ không nao núng, em quyết tâm nguyện chín đời mười chờ, nếu sau này chẳng trọn vẹn ước mơ, đợi không được em vào chùa lễ Phật. Và điều đó đã trở thành sự thật, bà vào chùa khép lại cả tuổi xuân. Bác kính yêu không xây dựng gia đình, gác lại tình riêng trọn đời.
lo tổ quốc. Trên đây là bài thơ Lý do cả ba chị em nhà bác không ai lập gia đình của tác giả Nguyễn Thị Tính. Nội dung bài thơ là câu chuyện kể xúc động về cuộc gặp gỡ của nhà văn Sơn Tùng với chị gái bác Hồ là bà Nguyễn Thị Thành. Qua đây, chúng ta có thể hiểu thêm phần nào sự hy sinh to lớn của gia đình bác với non sông, đất nước, dân tộc Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ.